Chào nhà báo Doãn Hoàng, rất là vui ở thời điểm cuối năm này mời được Doãn Hoàng đến đây, bởi vì tôi biết chắc một điều rằng là mời anh không đơn giản, vì lúc nào anh đang trên từng cây số. Cách đây 3 tháng tôi đã bị các tòa soạn đặt bài Tết rồi. Mà tôi bảo là hình như là vừa mới Tết xong cơ mà nhỉ. Lắm việc quá, quay đi quay lại lại đặt bài Tết rồi. Lúc nào cũng cảm giác là Tết sắp đến, đặc biệt là với những cái người mà luôn luôn bị các tòa soạn báo săn lùng như anh. Người ta bảo càng già thì thấy thời gian nó càng đi nhanh. Tôi không đồng ý cái từ mà nhà báo Doãn Hoàng vừa mới động đến, đó là từ già đó nhá. Nói cái từ già trong lúc này là nhiều người sẽ tủi thân đấy. Tôi thì tôi thấy rằng là vào cái thời điểm Tết dương lịch này, dường như là các bạn trẻ, các bạn rất là háo hức. Nó cũng là một cái thời điểm chuyển giao, bắt đầu sang một năm mới, một kế hoạch mới, một công việc mới. Năm nào Tết Tây đối với tôi rất là quan trọng, vì tôi sinh nhật đúng vào Tết Tây, ngày 1 tháng 1. Thì nó rất là quan trọng với cá nhân tôi thôi. Thế còn với xã hội, với cái làng quê của tôi hay với cái khu tôi sống ấy, thì là cách đây độ chục năm thì cái Tết Tây nó là một cái gì đó, nó là của người Tây, nó xa lạ lắm. Nhưng mà gần đây thì cái không khí Tết Tây tiệm cận dần với cái sự háo hức, với cái sự đón chờ của người Việt Nam rồi. Tôi nghĩ cả hai cái Tết đều rất quan trọng, Tết Tây và Tết Nguyên Đán đều rất quan trọng. Bây giờ thì mình thấy ngay cả từ Noel và Tết dương lịch mọi người cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Cũng có thể là do cái đời sống của mọi người cũng có thể khá hơn và chú trọng hơn đến đời sống tinh thần. Em cũng nghĩ là bây giờ dần dần Tết dương lịch cũng trở thành một cái nét, một cái Tết truyền thống của Việt Nam. Em cũng cảm thấy không khí rất là đông vui, nhộn nhịp. Mặc dù là Tết Tây nhưng mà cảm giác rất là tuyệt vời. Đối với tôi nhé, từ xưa đã được các cụ dạy rồi. Tết là cái tiết, cái tiết là cái đoạn, nó như cây cau đây, nó có từng đốt và chúng ta cần phải chia cuộc đời chúng ta ra từng cái đốt một. Nó là những thời điểm. Tôi cần một cái điểm dừng để ngẫm lại hành trình đã đi của mình và nhìn lên hành trình phía trước của mình. Cuộc đời người ta luôn luôn phải có những khoảng cách như thế. Chị làm cái cầu thang nhà chị có cái chiếu nghỉ, chị không thể đi mãi được. Thì cuộc đời cũng thế thôi. Ngày xưa vua quan trong triều đình đi kinh lý, nó có cái ngựa trạm, đi đến đấy ngựa nó mệt, cho ngựa nó nghỉ, thậm chí thay con ngựa khác để cưỡi. Thế thì tại sao chúng ta không có một cái điểm nghỉ trong một năm đối với mỗi cuộc đời con người? Vậy tôi có thể hiểu rằng là vào cái thời điểm cuối năm này là một cái khoảng lặng rất là quý giá đối với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Và cũng phải có một vài ngày nghỉ để về với bố mẹ già, để dành thời gian chơi với con. Tôi nghĩ cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân. Có người thì sẽ chọn cho mình một kỳ nghỉ, có người thì dành tất cả những ngày nghỉ đấy về thăm bố mẹ mình ở một nơi xa nào đấy. Còn có người thì sẽ ngồi ở căn phòng dọn dẹp lại, xem lại những cái bài báo, xem lại những cái điểm dừng chân, những cái dấu mốc của mình đã đi qua từ những năm tháng trước. Có những thời điểm mà tôi sống ở nước ngoài, tôi thấy rất thú vị. Họ luôn luôn có những cái kế hoạch sắp đặt cho mình những cái mục tiêu, những cái mục đích trước mắt. Họ sẽ đề ra là năm tới có thể họ sẽ mua một cái ô tô mới này, họ sẽ cai thuốc lá này, hay là một anh chàng nào đấy thì mong muốn là sẽ có một cô người yêu. Và một cái thời điểm cuối năm như này, khi mà chúng ta nói đến điều đấy, tôi thấy là nên. Tôi nghĩ rằng nếu đến ngày Tết là chúng ta có một cuộc nhìn lại lớn, thì mỗi một tuần chúng ta có một cuộc nhìn lại nhỏ. Có rất nhiều người họ chỉ tiến lên phía trước thôi, và họ chỉ lo công việc ngày mai thôi. Họ chỉ làm sao để ông sếp không cáu, họ làm sao để đưa họp đúng giờ, họ làm sao để không đâm vào người khác, họ làm sao, và suốt cuộc đời họ chỉ cắm cúi xuống đường lái xe. Có một người nói với tôi rằng hôm nay cậu lái tớ mới phát hiện ra là đường tớ đi những vòm cây rất là đẹp, tớ mới được ngửa lên trời, còn bao năm tớ chỉ lái xe thế này thôi. Thì những người đấy, thật ra cái chất lượng cuộc sống của người ta nó giảm đi rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái định hướng cuộc sống, cái sự nghiệp riêng của người ta chắc chắn nó sẽ không nhiều như người ta cần phải có, nhiều như người ta nên có, và nhiều như cái tố chất con người ta. Tôi lại đang nghĩ đến một cái câu chuyện của một anh chàng người Nhật. Gần đây khi mà anh ấy tham gia một cái cuộc tọa đàm để nói về một cái lối sống của giới trẻ Nhật, bây giờ người ta có một cái xu hướng sống tối giản. Tức là một cái căn phòng nhỏ như này, không có một cái đồ đạc gì, chỉ có những cái thứ cực kỳ thiết yếu. Gần như tôi không còn nhìn thấy tủ quần áo, không thấy tivi. Nó có lẽ chỉ là một cái điện thoại ở trên tay trái hoặc tay phải của người ta thôi. Và anh thì có nói một điều như thế này: tôi cảm thấy ân hận khi nhìn lại những cái năm tháng mà mình đi qua. Tôi cũng đã từng gắn bó với một công ty và đã làm việc ở đấy miệt mài, trở thành một nhân sự tốt, là một người được mọi người yêu quý và kính trọng. Nhưng khi mà dở lại một cuốn nhật ký, khi mà dở lại một cái cánh hoa mà tôi đã từng ép từ thủa mà học cấp 3, thì tôi thấy là mọi cảm xúc của tôi chỉ dừng lại ở đấy, nó không vượt phát triển lên. Và tôi nghĩ rằng tôi cần phải dừng lại, bởi vì cứ bao nhiêu năm tháng công việc của tôi cứ trôi đi như vậy. Tôi thấy câu chuyện này rất giống câu chuyện của ông bác tôi. Đúng 60 tuổi thì bác về hưu, bác sống rất tốt và những người xung quanh cũng tốt với bác ấy. Và bác là một người thành đạt, về trong chiều nào bác đi đánh bóng bàn. Và bác ấy phát hiện ra rằng: Hoàng ạ, bao nhiêu năm qua tao đánh lừa tao, tao đã tự răng ra một cái lưới và tự tao mắc lưới suốt cả tuổi trẻ của tao. Tao cứ đăm đắm đi một cái con đường mà tao nghĩ rằng đấy là sự thành đạt, đấy là hạnh phúc, đấy là kiếm tiền cho gia đình. Nhưng thật ra con đường đấy ngày nào nó cũng giống nhau.
và những khát vọng, những tham vọng ngày nào nó cũng giống nhau. Và đến lúc tao về hưu, tao mới thật sự được xuống cuộc sống của tao. Tao mới được trở lại vùng đất tao đã sinh ra. Tao mới xây lại mồ mả cho gia đình, cho bố mẹ, và tao mới sống với những đứa cháu của tao. Còn năm ông ấy 45 tuổi, ông đã có cháu rồi. Và đến năm ông 60 tuổi, ông ấy được chơi với cháu. Thì tôi nghĩ rằng phải luôn luôn cật vấn lại mình, tự phản biện với những điều mình đang sống, và xem lại cái chặng đường phía sau, nhìn lên cái chặng đường phía trước, chúng ta nên như thế nào. Tôi nói với chị nhé, chúng ta đi chậm một tí, chúng ta không gặp bi kịch nhiều bằng cái việc chúng ta cứ cắm cúi đi và chúng ta làm. Tôi nghĩ là chắc là Doãn Hoàng cũng sẽ không bị gặp phải bi kịch đấy đâu. Không, ngày nào tôi cũng tổng kết lại cuộc đời mình mà. Thậm chí Tết đến nhé, tôi vẫn thói quen đấy, mở cái két của mình ra. Cái két không có tiền, khổ thế. Chứ mày mở két ra để ngồi đếm tiền đấy hả? Không không, cái két chỉ có kỷ niệm thôi. Mở ra và viết tất cả những suy nghĩ của mình trong những ngày tháng được nghỉ đấy. Dán cái phong bì, dòng chữ đấy lại, cất vào trong két. Tôi cần phải lưu giữ cái khoảnh khắc tâm hồn tôi vào cái giai đoạn đấy. Và tôi trân trọng cái giai đoạn đấy vô cùng. Vừa rồi tôi mới mở ra, cách đây 15 năm tôi viết gì, tôi nghĩ gì, tôi luôn nhìn lại. Và có bao giờ Doãn Hoàng nhìn lại những cái cuộc điều tra, những cái đề tài mà anh nhảy vào lửa như vậy, sau đấy thì cảm thấy ân hận và dại dột khi đã làm điều đấy? Có những vụ thì thấy thương mình, thương cả người thân của mình đó. Có những đợt mà mẹ tôi bảo là sao mày gầy thế? 1 giờ sáng mới thức, 5 giờ sáng phải dậy. Lúc nào cũng hóa trang thành các loại người khác nhau. Đến lúc lĩnh nhuận bút nó có ba đêm rồi, người ta không ăn quyền của mình đâu. Và nghĩ rằng cái số tiền nhuận bút nó không bù lại được cái số tiền mình bỏ ra. Đến kinh tế nó cũng thiệt. Nhưng mà bọn tôi sẵn sàng chấp nhận đánh đổi và chấp nhận nguy hiểm để làm. Chúng tôi có một cái an ủi. Đấy là có những góc khuất của cuộc sống mà chị không biết, mà mọi người không biết. Chúng tôi cần phải đưa ra, và đưa ra nó xong thì xã hội tốt đẹp hơn. Thế thì tại sao mình không dùng cái tuổi thanh niên, cái tuổi trẻ, cái trí tuệ mình đã kết tinh được để mình làm một cái gì đó? Nó cũng chẳng vĩ đại, nó cũng chẳng anh hùng, nhưng nó làm một cái gì đó thể hiện cái mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn. Hôm vừa rồi tôi gặp một người bạn đứng ra thành lập một cái trung tâm điều trị cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam. Và chị bảo rằng tôi thấy cuộc đời tử tế với tôi quá. Thành đạt, con cái, phương trưởng. Tại sao tôi không dùng tiền mà tôi có, trí tuệ mà tôi có, năng lực học nước ngoài của tôi có để tôi chữa cho những trẻ tự kỷ? Thì tôi nghĩ rằng ai cũng có một cách để trả ơn cuộc đời. Có rất nhiều người sẽ thầm ghen tị với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, hoặc là những câu chuyện như một người bạn anh vừa kể. Bởi rõ ràng khi mà chúng ta sống có mục đích thì cuộc sống của chúng ta nó có ý nghĩa. Và anh sẽ có nhiều thời khắc để anh dừng lại, anh nhìn ngẫm, có thể rút kinh nghiệm hoặc là tự hào về những điều mình đã qua. Thế nhưng mà chắc là cũng sẽ có những người sẽ cho rằng là như thế là già rồi, như thế là lẩm cẩm rồi. Đến cái thời điểm cuối năm vui vẻ như này, người ta phải ra đường, người ta phải mua quà, người ta đi biếu quà, người ta phải làm những cái việc mà nó thực tế hơn. Thật ra chúng ta tranh luận suốt đời không biết rằng giá trị cuộc sống nó nằm ở đâu và thế nào là một cuộc sống có chất lượng và đáng sống. Tôi có rất nhiều người bạn, họ nói rằng họ rất là buồn bởi vì khi họ thành đạt thì bố mẹ mất hết rồi. Họ bảo rằng là lúc tôi làm chủ tịch xã thì tôi bảo rằng tôi làm chủ tịch huyện thì tôi sẽ báo hiếu bố mẹ, tôi sẽ đưa bố mẹ đi chơi. Làm chủ tịch huyện rồi tôi bận kinh khủng luôn, sau tôi lại lên làm lãnh đạo tỉnh và tôi bảo rằng thôi chờ một thời gian. Nhưng lúc tôi đang làm lãnh đạo thì bố tôi đã chết và mẹ tôi cũng chết, và sau ân hận vô cùng. Có rất nhiều người họ nghĩ rằng lý tưởng sống của họ là cống hiến cho xã hội, là làm hết mình, nhưng cuối cùng họ vẫn phải nghĩ đến những cái giá trị mà nó một đi không trở lại, ví dụ như là chữ hiếu, chăm sóc con, dành thời gian cho con cái. Đối với em thì mọi khoảnh khắc chuyển giao từ điều cũ sang điều mới nó cũng rất là đặc biệt. Tết Tây thì tôi sẽ nghĩ đến công việc nhiều hơn, tức là tôi sắp xếp một kế hoạch để phấn đấu cho năm tới. Còn Tết Nguyên Đán thì là cái Tết mà mình lại dành cho gia đình, cái Tết mà mình mong đến cái ngày đó để mình sum vầy với gia đình, và công việc là mình sẽ phải dừng lại. Mong muốn thì năm mới thì rất nhiều những điều may mắn và sự ấm áp như bên cạnh gia đình, và hy vọng là chúng ta có một cái năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm vừa sau. Tôi luôn luôn mong muốn mình là trong những năm mới để mình cảm thấy mình mới hơn, mình trẻ trung hơn, và cái suy nghĩ của mình nó không bị dừng lại của các năm cũ mà mình luôn luôn phải vận động, luôn luôn phải tiến lên. Đúng là rất là khó để chúng ta có thể nói về một cái sự chuẩn mực, một cái khuôn mẫu sống thế nào, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng quỹ thời gian ra sao. Điều này thì nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân của con người. Nhưng mà tôi nghĩ là vào thời điểm cuối năm, một cái thời điểm mà chúng ta có thể ngẫm ngợi lại tất cả những điều mà chúng ta đi qua. Bởi vì để tiếp tục chúng ta sống thì cái khoảng lặng để chúng ta có thể ngẫm ngợi lại điều vô cùng cần thiết, nếu như chúng ta muốn đặt ra một cái mục đích tiếp theo trong cuộc sống. Kết thúc một năm, tôi luôn nghĩ đến cái điều đấy. Chúng ta phải luôn luôn có một kỹ năng nhìn lại, kỹ năng dựa vào quá khứ, dựa vào truyền thống gia đình, dựa vào truyền thống quê hương để làm động lực
tiếp tục tiến tới. Cảm ơn nhà báo Đỗ Tuấn Hoàng và xin chúc mừng sinh nhật anh, vì ngày mai mùng 1 tháng 1 sẽ là ngày sinh nhật của Đỗ Tuấn Hoàng. Vâng, tôi mong rằng là anh sẽ có nhiều khoảng lặng để ngẫm ngợi lại những điều mình đi qua và có thể lại có thêm những cái động lực mới để đóng góp cho nghề nghiệp và cũng như là đóng góp cho những cái sự phát triển tốt đẹp của xã hội này qua những bài báo, những phóng sự điều tra của anh. Và chắc chắn một điều mà tôi cảm nhận được, ít nhất là chúng ta hãy có những cái điểm dừng, có những cái khoảng lặng, lắng lại một chút. Đừng bị quá thả trôi theo cái dòng đời hoặc là cái sự xô bồ hoặc những cái tâm lý đám đông mà để khiến cho chúng ta nhiều khi đi qua rồi ân hận lại không sử dụng được thời gian một cách hữu ích. Rất là cảm ơn nhà báo Đỗ Tuấn Hoàng cho buổi trò chuyện sáng ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn chị.